Vào ngày 8 tháng 9, Hà Lan đã khánh thành cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG tại cảng Emshaven. Một phần ba công suất cơ sở LNG này sẽ được Cộng hòa Séc thuê lại. Dự kiến Séc sẽ nhận khí đốt từ Mỹ thông qua cơ sở này ở Hà Lan ngày trong tháng 9 này. Công ty năng lượng Chess sẽ là đơn vị đảm bảo việc vận chuyển khí đốt từ cơ sở LNG Emshaven từ Hà Lan về Séc. Theo như giám đốc điều hành của công ty cho biết, con tàu đầu tiên chở khí hóa lỏng LNG cho Séc sẽ xuất phát từ Mỹ và tới Hà Lan ngày 19 tháng 9. Từ nay cho đến cuối năm sẽ có tổng cộng 8 con tàu như vậy cập cảng m Saven. Mỗi tàu sẽ mang theo 100 triệu mét khối khí đốt. Séc đã thuê 1 phần 3 công suất cơ sở LNG của Hà Lan, tương đương với 3 tỷ mét khối khí đốt, nên dự kiến sẽ có khoảng 30 tàu chở LNG đến Séc. Thủ tướng Séc Fiala cho biết chính phủ đang thực hiện các bước đi nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, trong đó có nỗ lực lấp đầy các kho dự trữ hiện đang ở mức là 84%.